cầu cho mối đạo quăng khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần. Sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió vàng sương. Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2022, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở làm việc tại ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang với tổng số tiền dự kiến gần 3 tỷ đồng. Đến dự và chỉ đạo lễ khởi công có ông Nguyễn Tấn Đạt, trưởng ban Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ông Nguyễn Nhân Tác, ủy viên thường trực Ban trị sự Trung ương, trưởng ban Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang. Buổi lễ còn có sự tham dự của ông Đặng Văn Hạp, ủy viên Ban thường vụ Quyền ủy, trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú, ông Phan Văn Kha, chuyên viên phòng nội vụ huyện Châu Phú, ông Huỳnh Văn Úc, bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức, ông Nguyễn Thanh Hòa, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đức, bà Nguyễn Thị Linh Lam, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức, các ban trị sự xã phường thị trấn lân cận, các nhà mạnh thường quân và đông đảo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại địa phương. Công trình xây dựng trên diện tích đất 869,3 m², gồm một trệt và một sàn theo bản vẽ thiết kế của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Đức Mạnh, thành phố Long Xuyên. Trong đó, diện tích tầng trệt là 165,2 m², tổng diện tích sàn là 165,2 m², chiều cao công trình 14,1 m. Sau khi xây dựng xong, đây sẽ là công trình kiên cố, hiện đại, đảm bảo yêu cầu về mỹ thuật và chất lượng, góp phần phục vụ đắc lực cho công tác đạo sự của ban trị sự trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức, sinh hoạt tôn giáo được diễn ra thường xuyên theo chương trình đăng ký, nhưng thực tế về cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt đạo sự ngày càng phát triển của đạo. Với tinh thần tha thiết của ban trị sự và đồng đạo, cần có một cơ sở rộng rãi để phục vụ tín ngưỡng đáp ứng nguyện vọng được đảng và chính quyền mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể hữu quan thống nhất, từ đó được Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú cấp giấy phép xây dựng số 226 ngày 23 tháng 8 năm 2022 cho ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã xây dựng trụ sở làm việc theo bản thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Đức Mạnh, thành phố Long Xuyên. Sau thời gian chuẩn bị của ban tổ chức, hôm nay lúc 8 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2022 nhằm ngày 29 tháng 8 năm nhâm dần, tại xã Mỹ Đức, ban trị sự long trọng tiến hành buổi lễ động thổ khởi công xây dựng trụ sở làm việc của ban trị sự. Đó là lý do buổi lễ ngày hôm nay đề nghị quý vị đến tham dự buổi lễ hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi trân trọng được đón tiếp các vị đại diện của đảng, chính quyền mặt trận, các ban ngành đoàn thể huyện và xã như sau. Cấp huyện, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Văn Hạp, ủy viên thường vụ, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng ban dân vận huyện Châu Phú. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Kha, đại diện cho phòng nội vụ huyện Châu Phú. Xã Mỹ Đức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Văn Úc, bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Hòa, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đức. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Linh Lan, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức và các vị đại diện các ban ngành đoàn thể xã Mỹ Đức đại diện quý vị. Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tấn Đạt, trưởng ban Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tác, ủy viên thường trực Ban trị sự Trung ương, trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo An Giang và các vị nhân viên phụ trách các phòng ban và trang website của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đề nghị quý vị quan tâm. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Quang Nghiệp, trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức, cũng là trưởng ban xây dựng công trình ngày nay. Mạnh thường quân, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Tăng Hà Ngọc, tức là Bình Minh Lý,
là Mạnh Thường Quân tài trợ cho ban trị sự giáo hội Phật giáo Hội Thánh Đức. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Gà, đại diện cho Mạnh Thường Quân xã Mỹ Đức đến tham dự ngày hôm nay. Còn có các vị Mạnh Thường Quân, các vị hảo tâm và quý cô bác anh chị em đồng đạo trở về để tham dự buổi lễ đọc tổ khởi công xây dựng ban trị sự giáo hội Phật giáo xã Mỹ Đức rất đông đủ. Đề nghị quý vị quan tâm chung. Tiếp theo chương trình là đến phần nghi thức tôn giáo. Chúng tôi sẽ rất trân trọng kính mời các vị quan khách cũng như quý vị có mặt cũng lên cũng nhìn lại đài để chúng ta có thể nghi thức. Kính mời quý vị kia kính lễ đến phần kính. Dạ thôi, mời quý vị kính lễ đến giáo chủ kính. Dạ thưa xong, để phép cho mình kính mời quý quan khách và tất cả quý vị đồng an toàn. Kính thưa quý vị, để diễn tiến theo chương trình đến phần nội dung là lời làm bằng phát biểu chào mừng quan khách của ban đại diện Phật giáo học tỉnh An Giang. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu kính mời ông Nguyễn Văn Tác, ủy viên thường trực ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hội Thảo, trưởng ban đại diện Phật giáo học tỉnh An Giang đến phát biểu. Để khách trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị khách quý, đại diện cho chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp của huyện Châu Phú, cũng như xã Mỹ Đức. Kính thưa ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức cùng toàn thể quý đồng đạo trong ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo các xã, thị trấn lân cận về tham dự, cùng toàn thể các nhà hảo tâm, quý Mạnh Thường Quân và quý đồng đạo kính mến. Lời nói đầu tiên xin được thay mặt cho ban tổ chức buổi xây dựng hôm nay, xin trân trọng gửi đến toàn thể quý vị lời chào mừng thân ái, đoàn kết và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, căn cứ vào điều 20 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, căn cứ công văn 785 của ban trị sự trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo về việc hướng dẫn xây dựng trụ sở làm việc của ban trị sự xã phường thị trấn, hôm nay ban trị sự xã Mỹ Đức và toàn thể tín đồ đã hội đủ điều kiện để tiến hành xây dựng trụ sở. Trụ sở là nơi làm việc, là nơi hội bàn tổ chức các hoạt động đạo sự, là nơi sinh hoạt tôn giáo cộng đồng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tín đồ, thể hiện nét văn hóa tâm linh của tín đồ trước sự phát triển của giáo hội trong giai đoạn mới. Được như vậy chính là nhờ sự đồng tâm hiệp lực trên dưới một lòng của toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo từ trung ương đến cơ sở đến tín đồ, và sự giúp đỡ về mặt pháp lý của các ngành chức năng, đặc biệt là sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm của tín đồ, để ban trị sự xã Mỹ Đức hôm nay có đủ năng lực tài chính để tiến hành xây dựng trụ sở, cũng như các công trình khác của Phật giáo Hòa Hảo, thì trụ sở làm việc thể hiện đường hướng tu hành đúng đắn, gắn liền với lợi quốc gia dân tộc, biểu tượng của lòng mẫu đạo, đoàn kết tôn giáo cả đời, với sự quan tâm của chính quyền địa phương chăm lo cho người dân có tín ngưỡng, đoàn kết tôn giáo đạo đời, với sự quan tâm của chính quyền đã chăm lo cho người dân có tín ngưỡng, địa phương chăm lo cho người dân nói chung và riêng đối với Phật giáo Hòa Hảo, người tín đồ có thêm thuận duyên lành và báo đáp tứ ân, góp phần cùng chính quyền chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Hôm nay trong thời khắc vui tươi phấn khởi của toàn thể tín đồ và trong niềm hạnh đạt của toàn đạo, có thêm cơ sở mới, xin thay mặt cho ban tổ chức cùng toàn thể bà con tín đồ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt của đại diện chính quyền địa phương các cấp, của các nhà hảo tâm và toàn thể tín đồ đã góp công sức về xây dựng vật chất trên tinh thần để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Xin nguyện cầu hồng ân đức Phật đức thầy từ bi gia hộ cho toàn thể tín đồ chúng ta thân tâm an lạc, đạo quả viên thành. Kính chúc quý vị khách quý mạnh khỏe và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình là thông qua giấy phép xây dựng của ủy ban nhân dân huyện Châu
Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức đến để thông qua. Trân trọng kính mời. Kính thưa ông Đặng Văn Hạnh, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban liên lạc huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú. Kính thưa ông Phan Văn Kha, đại diện lãnh đạo phòng nội vụ huyện Châu Phú. Kính thưa đại diện ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, ban trị sự giáo hội Phật giáo xã Mỹ Đức cùng đoàn thể quý đại biểu khách mời và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham dự buổi lễ khởi công ngày hôm nay. Tôi xin đại diện cho ủy ban nhân xã Mỹ Đức thông qua giấy phép xây dựng trụ sở của ban trị sự giáo hội Phật giáo xã Mỹ Đức cụ thể như sau: giấy phép xây dựng số 226 của ủy ban nhân huyện Châu Phú ngày 23/8/2022 cấp cho ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức, người đại diện ông Nguyễn Quang Nghiệp, chức vụ trưởng ban, địa chỉ ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, được phép xây dựng công trình trụ sở làm việc theo bản vẽ thiết kế do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Đức Mạnh Lập, được công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Song Tiến thẩm tra tại báo cáo số 1204 ngày 12/5/2022 gồm các nội dung sau: vị trí xây dựng thửa đất số 71 tờ bản đồ số 22 ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, diện tích sử dụng đất là 869,3 m², cốt nền xây dựng công trình là 0,3 m so với mặt đường hiện trạng, mặt độ xây dựng là 19% dưới 42,6%, hệ số sử dụng đất chỉ giới xây dựng công trình cấp phép nhiều đường hiện hữu quốc lộ 91 là 15 m, địa định vị công trình. Công trình cấp phép nhựa đường hiện hữu quốc lộ 91 là 15,25 m, diện tích tầng 1 tầng trệt là 165,2 m², tổng diện tích sàn là 165,2 m², chiều cao công trình là 14,1 m, số tầng là 1 tầng. Giấy tờ về đất đai, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT23193 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 27/8/2021. Có hiệu lực giấy phép này khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đất quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Ý thay chủ tịch, phó chủ tịch huyện Nguyễn Thị Hồng Lan đã ký. Thầy xin hết. Kính quý vị, để tiếp theo chương trình là thông qua quyết định thành lập ban vận động và ban trị sự xây dựng trụ sở làm việc của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo xã Mỹ Đức. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những mời ông Nguyễn Đăng Nấu, thư ký của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo xã Mỹ Đức đến thông qua. Trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị ông khách, kính thưa quý ông đạo, tôi xin thay mặt cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc an hòa tự ngày 12/9/2022 quyết định phân công nhân sự ban quản lý công trình xây dựng trụ sở giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức căn cứ hiến chương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ thứ năm, căn cứ biên bản họp ngày 9/9/2022 ban tự do hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức, ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã quyết định như sau. Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo đã quyết định như sau. Điều 1, phân công các ông bà có tên sau đây phụ trách xây dựng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức. Chủ đầu tư xây dựng là ông Nguyễn Quang Nghiệp. A lớn ban vận động số 1 nhỏ là ông Nguyễn Quang Nghiệp trưởng ban, Mai Văn Toàn phó ban, Nguyễn Văn Nối thư ký, Lý Văn Kép của ủy, Trần Văn Tội thành viên, Quỳnh Văn Căn thành viên, Ngô Văn Hưng thành viên, Nguyễn Chí Huệ thành viên, Nguyễn Hữu Tính thành viên. B lớn ban xây dựng công trình gồm Mai Văn Toàn là trưởng ban, Nguyễn Quang Nghiệp phó ban, Nguyễn Văn Nối thư ký, Trần Công Tráng của ủy, Lý Văn Kép là kiểm soát, Quỳnh Văn Bích là thủ kho. C lớn tổ hậu cần gồm Phan Thị Kim Hai tổ trưởng, Lan Cẩm Lệ tổ phó, Quỳnh Thị Kim Hồng thành viên, Lê Thị Út Lớn thành viên, Nguyễn Thị Phụng thành viên, Mai Văn Bàn, Bùi Văn Ngay, Nguyễn Văn Tài, Dương Thị Quế đều là thành viên. D kiến trúc sư Lê Mạnh thực hiện giám sát công trình.
Điều thứ hai, các ông bà có tên là điều một căn cứ nhiệm vụ được phân công thực hiện đúng theo quy định về xây dựng và đúng pháp luật của nhà nước. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị khi hoàn thành công trình. Trân trọng thay mặt Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, kính thay trưởng ban phó ban Lê Ngọc Lợi, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình là đến phần phát biểu hứa hẹn của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo sản nước trong quá trình xây dựng trụ sở. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những kính mời ông Nguyễn Quang Hiệp, là trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo sản nước, cũng là trưởng ban xây dựng công trình, đến phát biểu trân trọng kính mời ông. Là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa đại diện đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các sở ban ngành của tỉnh An Giang, huyện Châu Phú, xã Mỹ Đức, kính thưa Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các xã phường thị trấn trong tỉnh An Giang và Ban mặt trận các chùa Phật giáo Hòa Hảo, kính thưa quý vị quan khách, quý nhà hảo tâm, mạnh thường quân và quý đồng đạo kính mến. Kính thưa quý vị, lời nói đầu tiên là xin thay mặt cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức và Ban tổ chức kính gửi đến toàn thể quý vị lời chào mừng nồng nhiệt và sự chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2022, nhằm ngày 29 tháng 8 năm Nhâm Dần, trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức chính thức làm lễ động thổ khởi công xây dựng trụ sở địa điểm tại ấp Thị Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đây là nguyện vọng từ lâu của Ban trị sự các cấp và của tín đồ nói chung, Ban trị sự các xã nói riêng. Nay đã trở thành hiện thực, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Mỹ Đức vinh dự được Đảng, Nhà nước, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban đại diện tỉnh, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang được xây dựng trụ sở thứ hai trong huyện Châu Phú. Ban trị sự xã chúng tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm giúp đỡ của các cấp đảng ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các sở ban ngành, sự chỉ đạo sâu sắc và hướng dẫn kịp thời của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang. Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức kêu gọi các nhà mạnh thường quân, nhà chính nghiệp và bà con tín đồ trong và ngoài xã nhiệt tình ủng hộ tinh thần vật chất hỗ trợ cho Ban trị sự xã Mỹ Đức có đủ điều kiện xây dựng trụ sở. Kính thưa quý vị, theo chi tính của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế xây dựng Đức Mạnh thì số vốn đầu tư xây dựng trụ sở dự toán tổng chi phí xây dựng là 2 tỷ 380 triệu. Đây là công trình lớn đầu tiên mà Ban trị sự xã chúng tôi xây dựng và cũng là trụ sở thứ hai trong huyện Châu Phú. Mọi thứ rất mới mẻ, rất mong được sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, để công phụ những thâm tình và toàn thể quý vị ưu ái dành cho chúng tôi. Thay mặt cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức, Ban xây dựng trụ sở, tôi xin tuyên hứa: một là tiến hành xây dựng trụ sở Ban trị sự đúng theo quy định pháp luật của nhà nước, theo bản thiết kế, đúng theo giấy phép xây dựng địa điểm, diện tích và kiểu mẫu. Thứ hai, đoàn kết nội bộ thật tốt, tôn trọng ý kiến tập thể, quyết tâm dùng mọi sức lực và việc xây dựng trụ sở Ban trị sự xã hoàn thành tốt đẹp trong thời gian sớm nhất. Thứ ba là sử dụng nguồn vốn cho mạnh thường quân doanh nghiệp
và bà con đồng đạo đóng góp có hiệu quả đúng mục đích và tiết kiệm, công khai tài chính rõ ràng, thu chi có sổ sách chứng từ. Cuối cùng, thay mặt cái ban trị sự xã và ban tổ chức xây dựng, chúc toàn thể quý vị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong công việc. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Trân trọng kính chào. Kính thưa tất cả quý vị, để tiếp theo chương trình là đến phần cảm tưởng của đồng đạo địa phương. Thưa quý vị, hôm nay ban trị sự giáo hội Phật giáo Bảo Sản Mỹ Đức được Ủy ban nhân dân Châu Phú cấp phép cho xây dựng trụ sở làm việc. Như vậy, kể từ nay ban trị sự giáo hội Phật giáo Bảo Sản Mỹ Đức sẽ xây dựng được trụ sở và tương lai sẽ có nơi sinh hoạt đạo sự ổn định, sẽ phát triển trong quá trình hoạt động đạo sự. Trước sự vui mừng đó, quý cô bác và anh em chị em đồng đạo trong địa bàn của xã rất thân quan và phấn khởi. Ở đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trịnh Phước Thành sẽ đại diện cho bà con đồng đạo xã Mỹ Đức đến đây có vài lời cảm tưởng của mình trong buổi lễ khởi công xây dựng trụ sở hôm nay. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý vị đồng đạo, tôi tên Trịnh Phước Thành, hiện ngụ ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Lời nói đầu tiên của tôi xin chân thành gửi đến lời cảm ơn ban tổ chức cho phép tôi được đại diện tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong xã Mỹ Đức được phát biểu cảm tưởng nhân ngày khởi công xây dựng trụ sở ban trị sự xã Mỹ Đức. Kính thưa quý vị, như chúng ta biết, sau 24 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, vào khoảng tháng 6 năm 1999, đạo Phật giáo Hòa Hảo được nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công nhận đủ tư cách pháp nhân hoạt động tôn giáo bình đẳng cùng các tôn giáo khác. Được tin này, bà con tín đồ rất phấn khởi. Từ đó có hệ thống giáo hội, bà con đồng đạo chúng tôi được hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo đúng theo tôn giáo lý, lễ nghi hiến chương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đúng luật pháp nhà nước. Đây là một điểm son để bà con anh em Hòa Hảo chúng tôi xây dựng phát triển nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thưa quý vị, từ năm 1999 đến nay đã tròn 23 năm. Được sự hướng dẫn của giáo hội từ trung ương đến cơ sở, bà con tín đồ thực hành theo giáo pháp học Phật, tu nhân, tại gia cư sĩ, báo đáp tứ ân, cần kiệm, sốt sắng, lo làm ăn và lo tu niệm nhân dân. Với phương châm vì đạo pháp, vì dân tộc, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi làm hết các công việc từ thiện, giúp người đi khó sống tốt đời đạo. Thưa quý vị, trước đây vì hoàn cảnh bà con kinh tế còn khó khăn nên ban trị sự phải mượn nhà đồng đạo nơi làm việc sinh hoạt giáo hội tổ chức thuyết giảng, tổ chức đại hội đại lễ nhân dân gặp nhiều khó khăn. Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo lần thứ tư biểu quyết thông qua giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ 2014-2019 điều 19 chương 3 có ghi ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo và ban trị sự giáo hội xã, phường, thị trấn nơi nào có đủ điều kiện thì được xây dựng. Được tới này, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi rất phấn khởi, được đảng nhà nước quan tâm giúp đỡ. Hơn nữa, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức chúng tôi được nhà nước, các cơ sở ban ngành, ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang thống nhất cho ban trị sự xã Mỹ Đức được xây dựng trụ sở ban trị sự
xã mình là được xây dựng trụ sở ban trị sự thứ hai trong huyện sau trước là 11 xã và 2 thị trấn. Hôm nay có sự hội Phật giáo Hòa Hảo sớm lắm trọng tổ chức lễ đồng thảo khởi công xây dựng trụ sở tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói chung, bà con đồng đạo trụ sở nước nói riêng vô cùng vui mừng và phấn khởi. Tôi thay mặt cho bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, tôi vô cùng biết ơn đảng nhà nước, các sở ban ngành từ trung ương đến địa phương đã quan tâm đến đạo Phật giáo Hòa Hảo, luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho bà con tín đồ chúng tôi được trụ sở khang trang để chúng tôi có nơi sinh hoạt tôn giáo, tổ chức thiên giảng đại hội đại lễ ổn định. Chân thành cảm ơn ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang đã trực tiếp hướng dẫn các thủ tục. Cảm ơn các nhà mạnh thường quân doanh nghiệp đồng đạo đã ủng hộ tinh thần cũng như tiền vật chất giúp cho chúng tôi sớm hoàn thành trụ sở ban trị sự xã. Thay mặt bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong xã nước, tôi xin hứa sẽ đóng góp tài vật và công sức vận động bà con đồng bào cùng nhau chúng lo công trình xây dựng trụ sở được hoàn thành và đưa vào sử dụng sớm nhất. Một lần nữa, tôi thay mặt bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, tôi xin chân thành cảm ơn đảng nhà nước, ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang tạo điều kiện thuận lợi cho ban trị sự xã Đức được xây dựng trụ sở. Trước khi dứt lời, tôi xin chúc quý vị quan khách, chú quý khách đồng đạo được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc lễ thành công xây dựng trụ sở được thành công tốt đẹp. Xin ạ. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình là đến phần ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo xã Mỹ Đức nhận bản tài đặt tượng trưng của quý cô bác anh chị em đồng đạo và các nhà mạnh thường quân trao tặng trong buổi lễ hôm nay. Trước tiên thì ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo xã Mỹ Đức là chủ đầu tư, cũng là đơn vị đóng góp trong quá trình xây dựng trụ sở xã Mỹ Đức đầu tiên. Chúng tôi xin giới thiệu các tên trong ban trị sự, mời quý vị tiến lên phía trên để trao tặng. Một là ông Nguyễn Quang Nghiệp, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo xã Mỹ Đức, sẽ giúp cho công trình là 200 bao. Hai là ông Mai Văn Toàn, phó ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo xã Mỹ Đức, ủng hộ cho công trình xây dựng là 200 bao xi măng. Ba là ông Nguyễn Văn Nói, thư ký của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo xã Mỹ Đức, cũng giúp cho công trình là 200 bao. Bốn là ông Ngô Văn Hưng, trị sự viên của ban trị sự, giúp 100 bao. Năm là ông Lý Văn Nhất, trị sự viên ban trị sự, giúp 100 bao. Ông Đường Văn Tăng, trị sự viên ban trị sự, giúp 100 bao. Ông Trần Văn Tuổi, trị sự viên ban trị sự, giúp 100 bao. Dạ, chào kính mời bảy vị tiến lên trên để trao tặng tượng trưng về phần vật liệu xây dựng xi măng cho ban xây dựng, và ban xây dựng là cũng là các vị, thì các vị trao tặng tượng trưng này nhận luôn. Các vị đồng trong bao thì cầm bán tượng trưng. Kính thưa quý quan khách và các vị đồng đạo, bởi vì ban xây dựng là ông Nguyễn Văn Nghiệp và ông Mai Văn Toàn là chủ đầu tư cũng như ban trị sự, cho nên từ khi có ban trị sự tặng thì chỉ là đưa bản tượng trưng, còn phần nhận thì các vị là đơn vị nhận luôn. Đề nghị quý vị quan tâm. Chúng tôi nhận thấy thì ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức cũng có là cảm tạ lại cho từng vị, thì chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Quang Nghiệp phát giấy cảm tạ, trao giấy cảm tạ cho các vị. Trân trọng kính mời ông. Và bên cạnh đó thì cũng có một cái lãng hoa ly thắm và để tri ân là các vị trao tặng vật liệu xây dựng ngày hôm nay. Để trân trọng kính mời ông Nguyễn Quang Nghiệp và ông Mai Văn
ổn định. Riêng ông Nguyễn Văn Nguyễn và ông Mai Văn Toàn, trưởng ban phó ban đứng đại để chuẩn bị nhận những cái bản tượng trưng của các vị mạnh thường quân về đại gia. Rồi sắp đến để trân trọng kính mời hai vị tiến đại. Kính thưa quý mạnh thường quân và các vị hảo tâm, chúng tôi sẽ kêu kế tiếp mỗi một lần là 5 miệng để rồi các vị tiến lên phía trong để trao tặng bản tượng trưng. Và bên cạnh đó thì ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cũng là ban xây dựng công trình trụ sở làm việc của ban trị sự sẽ đón nhận. Chúng tôi xin tiếp một là bà Nguyễn Thị Nga ấp Mỹ Thiện sẽ trao tặng cho công trình xây dựng trụ sở làm việc của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo sản nhất là 200 triệu đồng. Vậy chúng tôi trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Nga. Hai, chúng tôi trân trọng kính mời bà Trần Thị Tươi ở góc Mỹ Chánh trao tặng 50 triệu đồng. Ba, chúng tôi trân trọng kính mời ông Trần Công Tráng ở Mỹ Chánh trao tặng 100 bao xi măng. Bốn, bà Lê Thị Tố Nga ở Mỹ Hòa trao tặng 100 bao xi măng. Năm, là ông Nguyễn Văn Lượng ở Mỹ Chánh trao tặng 100 bao xi măng. Và trân trọng kính mời các vị mặt trụ tiến lên phía trên để trao tặng bản cho ban trị sự giáo hội Phật giáo Bảo Sanh để trân trọng kính mời. Đầu tiên là bà Nguyễn Thị Nga là 200 triệu, thứ đến là bà Trần Thị Tươi 50 triệu, kế tiếp là ông Trần Công Tráng 100 bao xi măng, bà Lê Thị Tố Nga 100 bao xi măng, ông Nguyễn Văn Lượng 100 bao xi măng. Chúng tôi đề nghị các vị mạnh thường quân nhận bản xong, nhận bản xong sẽ trao tặng cho ban trị sự hai bên để đứng tiếp nhận ban trị sự đứng tiếp nhận bản của các vị mạnh thường quân. Các vị mạnh thường quân được bản rồi tức là trao tặng này cho ban trị sự, tức là cái chỗ chủ đầu tư xây dựng trụ sở. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Chúng tôi xin làm cái này lại chút xíu nha. Xin lại bây giờ cao là mạnh thường quân đó là cao thành lại cho một là ông trưởng ban hay là phó ban xây dựng để rồi các vị mạnh thường bước để người ta có những cái hình ảnh là chúng tôi thấy. Bây giờ chúng tôi đề nghị mạnh thường quân để trao tặng cho ông trưởng ban cũng như phó ban xây dựng giáo hội Phật xã Mỹ Đức cũng là trưởng ban xây dựng công trình. Chúng tôi nhận thấy các vị mạnh thường quân đã hỗ trợ tài lại cho ban xây dựng công trình xã Mỹ Đức. Sau khi trao tặng xong thì đại diện ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức cũng là trao tặng lại giấy cảm tạ và một lẵn hoa tươi thắm để tỏ lòng tri ân cho các vị mạnh thường quân đã trao tặng tài lại. Chúng tôi trân trọng đề nghị quý vị quan nghe. Chúng tôi trân trọng kính mời quý mạnh thường quân tiến về chỗ cùng với đồng hành. Ông kêu qua đây. Thứ đó thì chúng tôi kêu tiếp ông Nguyễn Bá Tùng ấp Mỹ Phó 100 bao xi măng, ông Mai Thanh Bình ấp Mỹ Hòa 100 bao xi măng, Lâm Thảo An ấp Mỹ Chánh 100 bao xi măng, Quỳnh Tú Đớn ấp Mỹ Phó 100 bao xi măng và Nguyễn Văn Mức ấp Mỹ Phó 100 bao xi măng. Vậy trân trọng kính mời quý vị tiến lên phía trên để trao tặng vật liệu cho ban xây dựng công trình trụ sở làm việc của ban trị sự giáo hội Phật giáo Bảo Sanh Biếc. Ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời. Cái này thì bên trong đưa cho các vị mạnh thường quân trước, các vị mạnh thường quân ra để trao tặng lại trong cái chỗ ban xây dựng
vì rất thương đồng đạo. Thưa quý vị, để tiếp theo là chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Phương gửi quà tặng 100 bao xi măng Hồ Thanh Quý diễn Mỹ Cao Đốc trao tặng cho ban trị sự Phật giáo Thọ Xã Mỹ Đức là 20 triệu đồng, Nguyễn Công Sự Mỹ Phó 10 triệu đồng, Trần Văn Ngô Mỹ Cách 5 triệu đồng, ban trị sự giáo hội Phật giáo Thọ Xã Mỹ Phú 5 triệu đồng, Ngô Thị Như Quỳnh Mỹ Cách 2 triệu đồng, Lý Gia Hưng 2 triệu đồng. Và trong tập kính mời quý vị tiến lên phía trên, tiến lên phía trên để trao tặng bản tượng trưng cho ban xây dựng công trình, ban xây dựng giáo hội Phật giáo Mỹ Cách. Trong kính mời các vị mạnh thường quân, các vị hậu tâm vừa qua chúng tôi đã thông tin thông lên tâm của quý vị, và quý vị tiến lên phía trên. Chúng tôi kính mời quý vị đem bản ra để giao cho mạnh thường quân, ta sẽ trao tặng cho cái ban xây dựng. Thứ nhất là ông Nguyễn Thanh Phương ở Mỹ Hòa, 100 bao xi măng Hồ Thanh Quý diễn Mỹ Cao Đốc 20 triệu đồng, Ngô Công Sự Mỹ Phó 10 triệu đồng, Trần Văn Ngô Mỹ Cách 5 triệu đồng, ban trị sự giáo hội Phật giáo Thọ Xã Mỹ Phú 5 triệu đồng, Ngô Thị Như Quỳnh ấp Mỹ Cách 2 triệu đồng, Lý Gia Hưng 2 triệu đồng. Thì báo với mẹ quý vị mạnh thường quân, thì trên tay tôi có cái danh sách của ban tổ chức cấp loa, thì cũng căn cứ vào danh sách để chúng tôi xin lên phương danh của các vị và đồng thời số tài đặt của quý vị để giúp có sai lầm đôi chút thì quý vị cũng thông cảm nha. Chúng tôi căn cứ vào đây. Quý vị biết lâu lâu mới được xây dựng trụ sở là cho nên là chỗ đó diện mới. Còn trước sự vui mừng thì nó cũng có những cái hơi lộn xộn chút, quý vị cũng quan hệ. Rồi, thay cầm kính mời các vị mạnh thường quân trao tặng cho ban xây dựng. Rồi kính mời quý vị xây dựng trao tặng giấy tặng tạ và một tặng hoa để tri ân các nhà thường hưng để hỗ trợ tài trợ cho các vị. Đề nghị quý mạnh thường quân cũng như các vị đại diện cho ban xây dựng chúng ta nhanh chóng
ta nhanh nhanh lên chút. Chúng tôi xin lặp lại Ngô Thị Như Quỳnh, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc ủng hộ 7 triệu đồng. Trần Thị Hiền, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc ủng hộ 200 bao xi măng. Ban trị sự giáo hội Phật giáo Bảo xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới ủng hộ số tiền 3 triệu đồng. Quỳnh Ngọc Diễm, ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức ủng hộ số tiền 2 triệu đồng. Ban trị sự giáo hội Phật giáo Thảo Phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc ủng hộ số tiền 5 triệu đồng. Để trân trọng kính mời hai ban trị sự và ba vị đồng đạo hảo tâm tiến lên phía trên để trao bản. Chúng tôi đề nghị ban tổ chức là sau khi các vị mạnh thường quân, các vị đồng đạo cũng như ban trị sự cơ sở trao bản tượng trưng đầy mặt xong thì đề nghị quý vị cho chúng tôi số liệu nha. Ở đây chúng tôi không có cây được, tại vì chúng tôi thấy danh sách trước sau cho nên rất là khó thống kê, cho nên chúng tôi đề nghị quý vị cấp cái số liệu. Chúng tôi đề nghị ban trị sự giáo hội Phật giáo Bảo xã Mỹ Đức trao tặng giấy cảm tạ và những cái lãng hoa để tri ân các ban trị sự và quý vị đồng tâm. Thưa quý vị, các bạn trao tặng
thì chúng tôi nghĩ thì cái đơn vị có bản thì đến trao tặng cái chỗ hai vị đây. Bây giờ phút này thì nghiệp sức khỏe không có thì không còn đứng ở chính giữa, rồi sau khi các vị mạnh thường quân mang sự nhận bản, nhận bản xong thì ra đến để trao tặng các vị. Kính thưa ông Nguyễn Quang Nghiệp,
trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã đến kính thưa đại diện ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã bạn và con tín đồ cùng toàn thể đại biểu quốc đoàn, trong bầu không khí trang nghiêm đoàn kết tràn đầy niềm vui của toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo xã đang hướng về để khởi công xây dựng trụ sở xã, trụ sở đặc biệt của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã đến. Thay mặt đảng ủy, hội đồng nhân, ủy ban nhân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đức, tôi xin gửi lời chúc mừng đến ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức nói riêng, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói chung, chúc buổi lễ khởi công thành công tốt đẹp. Kính thưa quý đại biểu, trụ sở làm việc của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức được ủy ban nhân dân huyện Châu Phú cấp phép xây dựng theo số 26/8/2022 với tổng diện tích sàn 165,2 m², nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều phối mọi công tác và sự có nơi để hoạt động triển khai các hoạt động, ước tính tổng kinh phí xây dựng trên 2.3 tỷ đồng. Công trình nhằm mục đích vừa cải thiện, cải tạo, hoàn thiện cơ sở vật chất được khang trang, tốt đẹp hơn, vừa đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng tín đồ xa gần trong xu thế hội nhập và phát triển. Kính thưa quý đại biểu, với quy mô xây dựng thiết kế, chắc chắn sẽ cần phải có một khoản kinh phí không nhỏ để hoàn thiện công trình. Thay mặt các vị chính quyền địa phương, tôi rất mong được các đạo tâm, các vị mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ tài lực, vật lực để sớm hoàn thành công trình theo thời gian dự kiến. Trong thời gian tới, tôi đề nghị ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức cùng toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy việc báo đáp tứ ân là căn bản tu hành, thực hiện tốt phương châm vì đạo pháp, vì dân tộc, xây dựng cuộc sống mới tốt đời đẹp đạo ở từng khu dân cư và từng gia đình, và hơn hết là tích cực tham gia phong trào thi đua nước, các cuộc vận động do chính quyền địa phương phát động. Cuối cùng, thay mặt đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đức, kính chúc quý đại biểu, quý vị khách mời cùng toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin cảm ơn và chân thành kính chào. Thưa quý vị, đến tham dự buổi lễ tổng thủ khởi công xây dựng trụ sở của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức hôm nay có ông Nguyễn Tấn Đạt, là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trung ương tham dự. Vào phút này, ban tổ chức chúng tôi đã phép trân trọng kính mời ông đến diễn đàn để phát biểu chỉ đạo cho ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã trong quá trình xây dựng trụ sở làm việc được thành công tốt đẹp. Ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời. Kính thưa đại diện các quỹ đảng, chính quyền mặt trận của huyện Châu Phú và của xã Mỹ Đức, kính thưa quý ông đạo thân mến, thay mặt ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhân cái buổi khởi công hôm nay thì nội dung tôi thấy đến đây là cũng rất là đầy đủ xúc tích, cho nên là nhân cơ hội này tôi xin góp ý thêm một vài ý mang tính chất thông tin để làm cái phong phú thêm cái hội nghị thôi. Thì thưa quý khách và quý ông đạo, để có được buổi khởi công xây dựng trụ sở làm việc của ban trị sự xã Mỹ Đức hôm nay, thay mặt ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và bà con đồng đạo Mỹ Đức nói riêng và bà con Phật giáo Hòa Hảo toàn đạo, tôi xin chân thành cảm ơn các quỹ đảng, chính quyền, ban ngành liên quan đã nhiệt tình hỗ trợ về mặt pháp lý, các thủ tục giúp cho ban trị sự xã Mỹ Đức hoàn thành quy trình được cấp đất tôn giáo và được phép xây dựng. Thưa quý đồng đạo, kinh nghiệm của những công trình xây dựng trước đây của chúng ta thì bất cứ công trình nào dùng vốn xã hội hóa
thì điều kiện tiên quyết là của sự thành công là thu chi tài chính phải rõ ràng, công khai minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm. Nhưng mà hôm nay thì thấy có cái thêm một cái ý nữa là an toàn. Bởi vì thực tế xảy ra một số nơi đồng đạo chúng ta để mất tiền, cho nên thêm cái chữ an toàn. Và cái quan trọng nữa là phải dạy tiền đầy đủ, tức là khi nào mà có ai thắc mắc thì đó là cơ hội để chúng ta giải tỏa, chúng ta làm xong tháng việc làm của chúng ta, chứ đừng có người ta thắc mắc là mình quy chụp là coi này anh này giật lá làm thâu là không phải. Thắc mắc cũng là thể hiện cái chuyện quan tâm đến cái việc chung của đạo, phải tôn trọng ý kiến của đồng đạo mình. Khi thấy sự được đóng góp của mình đúng nơi, đúng mục đích, đúng yêu cầu thì các nhà hảo tâm và đồng đạo mới tin tưởng giúp tăng trưởng thiện nguyện, và đó cũng là tiền đề để công trình nhanh chóng hoàn thành. Ngoài ra, trong quá trình thi công phải đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, bảo quản tốt tài vật cho các nhà hảo tâm, bà con tín đồ, giáo hòa hảo đóng góp và thực hiện các biện pháp an toàn lao động và phòng chống dịch có hiệu quả. Ở đây chúng tôi muốn nhắc thêm, thì sau cái buổi mà ở trong hôm nay đó, thì ban thi công đó, ban xây dựng đó, hãy làm ngay cái bản danh sách những nhà hảo tâm mình gặp nhiều quá cái sự đóng góp của người ta công khai để người ta kiểm tra. Ví dụ như có trường hợp mình làm khó bà con xuống nạn để mình bổ sung. Cái này cũng là kinh nghiệm của nhiều nơi, có nhiều nơi làm bản không đầy đủ thì bà con làm bổ sung, như vậy là nó nghiêm túc hơn. Mình làm như vậy mang tính nghiêm túc và cũng là cái biện pháp để tạo điều kiện cho bà con đồng đạo giám sát. Muốn tôn trọng cái quyền làm chủ, cái quyền giám sát của bà con đồng đạo thì mình phải tạo điều kiện, tức là phải có cái bản danh sách cập nhật quá. Bởi vì sau buổi hôm nay tôi chắc rằng sẽ có những người ở xa chưa được thông tin, người ta sẽ đóng góp nữa thì mình bổ sung. Và thậm chí vật tư có hai bản, vật tư bao nhiêu rồi tiền bạc bao nhiêu, và bên đây có cái bản báo cáo chi xuất hàng ngày nó để cho bà con theo dõi cái tiến độ thi công của mình và cái việc sử dụng tài vật, để bà con thấy ra bây giờ công trình mình á có cần tiền nữa. Ví dụ như thấy là tới bữa nay là cái chi á nó lớn hơn cái thu thì bà con sẽ nóng lên nóng ruột mà người ta sẽ bổ sung thêm. Tôi thấy có nhiều cái công trình á người ta làm vậy, lúc khởi công cây cầu cũng cỡ chạy cho bốn mình thôi mấy năm trước, thì cây cầu thí dụ lý có vài 300 triệu ban đầu thôi, khởi công rồi thì nhờ cái bản cập nhật quá đó bà con chạy ngang qua chạy ngang lại thì thấy rằng tiến độ thi công tới bữa nay là hết vật tư rồi, hết xi măng rồi, hết sắt thép rồi, thì bà con sẽ tự động tự mua cỡ đó. Thì mình phải công khai minh bạch như thế. Trong cái bài phát biểu chào mừng của đồng đạo đại diện tỉnh An Giang thì đã trình bày về cái quy trình để được xây dựng và ý nghĩa mục đích của cái trụ sở như thế nào. Cái này thì chúng tôi hoàn toàn thống nhất, vì đây là cái văn bản này cũng đã được thống nhất của các dân, tức là đồng đạo trưởng ban cũng đã tiếp thu từ cái văn bản của trung ương này ra. Có này thôi, trước khi dứt lời thì trong niềm vui có thêm cơ sở của đạo và của đồng đạo Mỹ Đức, thay mặt ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hảo
chúng tôi chân thành cảm ơn sự có mặt của đại diện đảng, chính quyền, mặt trận các cấp trong ngày buổi khởi công này. Cảm ơn sự có mặt của quý nhà hảo tâm và chư quý đồng đạo. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Trân trọng kính chào. Tiếp theo đây thì tôi cũng xin thông tin một số sự kiện gần đây của đảng của chúng ta để tạo sự phấn khởi chung. Thì cuối tháng rồi, Thủ tướng Chính phủ có mở một cái cuộc họp mặt vinh danh những cái sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo và cá nhân tôn giáo ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì do cái Thủ tướng đương nhiệm đây là chủ đề và các thành viên trung ương, thì trong hội nghị chúng ta biết rằng hiện nay thì chúng ta có 16 cái tổ chức tôn giáo được công nhận. Mười sáu cái tôn giáo và 44 cái tổ chức tôn giáo. Bởi vì có những tôn giáo người ta có nhiều cái tổ chức, thí dụ như cao đài người ta có rất nhiều hiệu pháp và hệ pháp, thì người ta có nhiều lợi, cũng như tin lành cũng có nhiều lợi. Thì trong hội nghị đó có 6 bài phát biểu cho thủ tướng nghe, trong đó thì mình nêu lên cái vận động của mình, rồi đồng thời mình nhận xét cái ưu khuyết điểm, thì mình có kiến nghị về phương diện vĩ mô để cho các ngành ở trung ương và thủ tướng quan tâm mà có bổ sung lên chính sách. Thì trong số những cái đề nghị của Phật giáo Hòa Hảo chúng ta thì cũng xuất phát từ cái tình hình thực tế, cái tâm nguyện của nhân dân thôi, thì đã được thủ tướng Chính phủ, đó là phải tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Thì như vậy là kinh tế cũng phát triển. Thì trong cái hội nghị đó, ban tổ chức chỉ dành cho 6 bài phát biểu của 6 tôn giáo. Thì bài phát biểu, nhưng mà những cái bài phát biểu khác của các tôn giáo khác thì được in vào cái tập chỉ yếu để làm tài liệu. Nhưng mà phát biểu trên hội trường, trên diễn đàn có 6 bài thôi. Thì 3 bài đó cho tổ chức tôn giáo lớn mà có tầm nhìn quốc tế, đó là Phật giáo, Công giáo, Tin lành. Còn tôn giáo nội sinh thì Phật giáo Hòa Hảo, Lên Cứu Nghĩa, Tịnh Độ Cư Sĩ. Đó thì Phật giáo Hòa Hảo chúng ta là được phát biểu đầu tiên đối với cái nhóm mà tôn giáo nội sinh. Đó thì 6 bài phát biểu, thì trong đó có bài phát biểu của Phật giáo Hòa Hảo. Đó là một cái mà mình cũng thấy rằng mình là một cái tổ chức tôn giáo nội sinh, số tín đồ ít, nhưng mà vẫn được là đánh giá có đóng góp lớn nên mới được ưu tiên chọn cái bài phát biểu này. Cái thứ hai là xin thông báo với đồng đạo là tỉnh đã có cái phát động là năm nay là cái năm thành lập 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang. Và ngay từ đầu năm đó, thì ban trị sự trung ương cũng đã có định hướng cố gắng có những cái công trình chào mừng cái ngày thành lập tỉnh, vừa để thể hiện cái lòng biết ơn tiền nhân đã đổ mồ hôi kể cả xương máu để xây dựng quê hương An Giang mà cho chúng ta hưởng ngày hôm nay. Từ cái lòng biết ơn đó, nó sẽ thôi thúc được cái sự đóng góp, cái tinh thần đóng góp để xây dựng quê hương An Giang sắp tới ngày càng thêm giàu đẹp. Tức là xây dựng một tỉnh An Giang là đẹp, giàu đẹp cũng có nghĩa là xây dựng đất nước trở nên cường thịnh. Muốn cường thịnh thì phải dân giàu nước mạnh, thì muốn giúp dân giàu thì từng xã cũng phải được giàu. Thì ban trị sự trung ương từ đây đến cái cuối năm thì sẽ có mở một cái đợt gọi là nước rút cao điểm
để xây dựng những cái công trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn để mà trồng. Thì hôm rồi đó, cái Châu Phú mới có trao được 24-28 căn, trên 20 căn nhà đại đồng kết cho bà con nghèo để lập thành tích chào mừng. Hiện nay có xã đã xây dựng xong một cây cầu trên tỷ rưỡi trên tỷ rưỡi, 1.5 tỷ công tác liệu, và đang xây một cây cầu tương tự như vậy cũng là chào mừng. Liên ban trị sự trung ương, cái ban từ thiện á, sẽ kết hợp với ngành công an trong cái quy chế phối hợp ha, thì sẽ làm 30 căn nhà, 15 căn cho anh Phú đã cao rồi và 15 căn cho Thi Tôn, thì sắp tới sẽ xây để các căn nữa. Đó. Và cái mới thì đã làm được 28 căn. Đây. Riêng cái ban từ thiện ban trị sự trung ương sẽ xây dựng một mô hình mẫu là một phòng khám y học cổ truyền từ thiện nhân đạo, có chuyên môn là một bác sĩ về hưu và bác sĩ y học cổ truyền sẽ phụ trách chuyên môn của phòng khám đó, và phòng khám đó thì sẽ chờ giấy phép trong nay mai đây là sẽ khai trương để mà mình chào mừng. Và cái kế hoạch của ban từ thiện và trung ương á, thì sắp tới sẽ củng cố và phát triển lên những ngành y học cổ truyền để cho chúng ta trong đạo chúng ta có rải rác những cái phòng khám y học cổ truyền nhưng mà theo hướng hiện đại. Đấy. Tức là phải có chuyên môn đủ chuẩn. Bây giờ bác sĩ mình có thể trong đạo mình cùng lại thuê người ta về hưu rồi người ta cũng không có nhận thù lao lớn lắm đâu để phụ trách chuyên môn đó, rồi lương y trong cái đạo mình á thì đóng góp những cái phần, ví dụ như mỗi người phụ trách một phần việc, ví dụ như khám quyệt, chăm cứu, cao góp gì đó theo y lệnh của bác sĩ, thì như vậy sẽ đảm bảo cái chất lượng chuyên môn hơn. À, hiện nay á thì đồng đạo của chúng ta đã làm được, ta cùng lại làm được cũng nói chung là ba phòng khám trong tỉnh mình ấy, ba phòng khám y học cổ truyền. Thì một á là nguyên lý đem tài trợ cho cái Tỉnh Biên, cái thứ hai là phòng khám y học cổ truyền của Chi Tôn có lâu rồi, và cái thứ ba là phòng khám y học cổ truyền của Tân Châu. À, thì ở Tân Châu đó thì thuê bác sĩ trả thù lao tượng trưng á là chỉ có 3 triệu thôi. Thì nếu như nơi nào đủ điều kiện mình mời phải có bác sĩ đứng chuyên môn, đứng chịu trách nhiệm chuyên môn, rồi cử ra cái ban quản trị do giáo hội điều khiển để làm đúng theo cái quy định của giáo hội là hoàn toàn là từ thiện miễn phí. Thì như vậy là mới trước nay những cái phòng khám đó thì tuy là đồng đạo mình đóng góp là chính, nhưng mà đứng với danh nghĩa chữ thập đỏ hay học phổ viện. Thì gần đây đó thì các cái công trình xã hội hóa thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và xã hội nha, thì các tổ chức tôn giáo đều được tham gia với vai trò là tổ chức tôn giáo. Cho nên bây giờ mình cũng nên làm tham gia với nhà nước về những cái lĩnh vực xã hội hóa. Đó thì cái định hướng lớn của đạo. Mà hiện nay đó thì bà con đồng đạo chúng ta thích làm cái học cổ truyền lắm, nhưng mà đi vào bài bản là như tôi nói phải có chuyên môn sâu, cả nhà cửa cơ sở vật chất đầy đủ thì cũng chưa, thành ra mình phải làm cái mẫu. Vậy thì hưởng ứng cái ngày mà thành lập tỉnh An Giang từ đây đến cuối năm thì chúng ta sẽ có một cái hội nghị trao đổi kinh nghiệm của người tỉnh
về việc tham gia xây dựng giao thông nông thôn, mà mời kỳ này là mời tất cả các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vì cái việc mà làm cầu làm đường nông thôn á, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta làm rất tốt, có nhiều sáng tạo và rất có hiệu quả. Tôi nói thí dụ như là trong 10 năm mà xóa cầu giác thì 13 đội cầu từ thiện, trong đó thì 12 là của Phật giáo Hòa Hảo chúng ta tổ chức, một là hỗn hợp có những cái thôn các bạn, thì đã làm cho Đồng Tháp là 1.700 cây cầu đúc. Đó, 1.700 cây cầu đúc. Thì như vậy mình lấy cái Đồng Tháp, lấy cái An Giang, mình làm cái điển hình để rồi trao đổi kinh nghiệm thì nó phát động không còn đạo của chúng ta. Nhất là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sông rạch chằng chịt như thế này thì là có thêm cầu. Mà có cầu có đường thì mọi mặt đời sống kinh tế xã hội văn hóa chữa bệnh của nhân dân đều được phát triển. Thì cũng xin thông báo với ông là một cái vậy thì để cái thực hiện cái này thì cái trang web cũng sẽ có cái chương trình chúng tôi xin giới thiệu là chúng ta hiện nay có hai cơ quan chuyên nghiệp cho đạo, đó là Phật văn mang tính nghiên cứu, Phật văn hương sen, và cái thứ hai đó mang tính truyền thông bằng hình ảnh tiếng nói bằng công nghệ thông tin đó, thì có cái trang web tổng hợp. Thì bà con đồng đạo chúng ta đó, ai mà có điện thoại thông minh thì truy cập vào cái trang web chúng ta, địa chỉ trang web thì sẽ hiểu được sinh hoạt của toàn đạo nơi này nơi khác. Thậm chí những đồng đạo ở ngoại quốc họ cũng biết được thông tin trong nước của mình. Cho nên là các nơi nếu có những cái sự kiện gì do đồng đạo mình tổ chức mà mang cái tính phục vụ cho đạo và phục vụ cho mặt nước ấy, thì chuyển hình ảnh về thì chúng tôi sẽ biên soạn lại và sẽ đưa lên cái trang web, và đồng đạo cũng biết thông tin thì cũng truy cập vào cái địa chỉ của trang web đó thì chúng ta đã thấy được cái hình ảnh tiếng nói âm thanh được cái đó luôn. Ví dụ như cái buổi mà ở trong bữa nay đó thì có thể ngày mai là trang web mình sẽ có đủ hình ảnh và âm thanh để báo cáo với đồng đạo ở nơi này. Thì xin báo cáo. Vậy thì bây giờ trong cái chào mừng đó thì ở đây có những cái cụ già lớn tuổi và chắc tôi tin là chắc cũng có khả năng hồi ức lại hồi thở nhỏ mình sống ở cái địa bàn An Giang này, ở quê hương mình này, cuộc sống nó như thế nào, khó khăn khổ sở như thế nào, cửa khổ như thế nào, nhân dân. Thì bây giờ đó cái sự đổi thay như thế nào để cho thế hệ trẻ nó biết. Chứ bây giờ nó sinh ra trong cái một cái khoảng thời gian mà đất nước chúng ta đã thống nhất, đã hòa bình, rồi có được một chính quyền của dân cho dân và vì dân chăm lo mọi thứ, thì có khi nó chưa, nó không có cái dữ kiện để so sánh cái cuộc sống mà những tiền nhân chúng ta đã khổ như thế nào. Chúng ta có thể ghi nhận lại, viết lại, rồi chúng tôi sẽ biên tập đưa lên để tuyên truyền, để giáo dục truyền thống, để cho thấy được chúng ta hưởng được cái mọi mặt của An Giang như ngày hôm nay á, trên địa bàn An Giang như ngày hôm nay thì tiền nhân chúng ta đã cực khổ cỡ nào, hy sinh cả mồ hôi nước mắt và máu xương để phát triển cái lòng yêu quê hương đất nước, phát triển cái tinh thần trách nhiệm đối với quê hương đất nước mà góp phần thể hiện thêm. Thì đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ để chư quý nhân đạo từ đây đến cuối năm. Xin cảm ơn các theo dõi chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chương trình sẽ diễn tiến đến phần ba tức là phần bế mạc. Nhưng mà trước khi bế mạc thì chúng tôi xin thông tin đến quý quan khách và các vị đại chúng ta tham dự ngày hôm nay, thì buổi lễ đồng
dựng trụ sở làm việc của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo Sam Di Đức, được quý mạnh thường quân các nhà hảo tâm và ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo cơ sở đã trở về để tham dự ủng hộ tài giá. Trong phần này có tiền và đã được xây dựng như xi măng, thì tới thời điểm này tính ra thành tiền thì được 725.200.000 đồng. Đề nghị quý vị quan thưa quý vị, để tiếp theo chương trình là đến phần đáp từ của ban tổ chức. Phần này để trân trọng và tỏ lòng biết ơn quý quan khách và quý mạnh thường quân cũng như các cấp ban sự trở về tham dự, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Tụy là kỹ sư viên phổ truyền của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo Sam Di Đức để đến đây thông qua lời đáp từ. Vị trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đáp từ ban tổ chức xây dựng. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa chư quý đồng đạo, chúng ta sau hơn một giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, giờ này chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình lễ khởi công xây dựng trụ sở ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo Sam Di Đức và buổi lễ đã đạt được thành công tốt đẹp. Lễ động thổ khởi công xây dựng trụ sở hôm nay, ban tổ chức chúng tôi hân hạnh được tiếp đón quý vị quan khách đại diện các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các sở ban ngành cũng như huyện Châu Phú, thị xã Mỹ Đức, ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hảo, ban đại diện Phật giáo Hảo tỉnh An Giang, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo các xã phường thị trấn, ban quản tự các chùa Phật giáo Hảo, ban quý tế đình thần, quý quan khách, mạnh thường quân, doanh nghiệp và đồng đạo trong ngoài xã đến dự thật đông đủ. Trong buổi lễ khởi công, chúng tôi còn nhận được ý kiến phát biểu quan trọng của bà Nguyễn Thị Linh Lan thông qua giấy phép xây dựng. Ý kiến của ông Quỳnh Văn Úc, bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch, phát biểu ý kiến chúc mừng cho buổi lễ. Ban tổ chức chúng tôi còn được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Đạt, trưởng ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hảo, ban đại diện cho ban đại diện ban trị sự trung ương và ban đại diện Phật giáo Hảo tỉnh An Giang, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo xã Mỹ Đức và ban xây dựng trụ sở. Chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi lễ khởi công hôm nay và còn phát biểu ý kiến rất là quan trọng. Thay mặt cho ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo xã Mỹ Đức và ban xây dựng trụ sở, chúng tôi sẵn sàng đón nhận những ý kiến quý báu của quý vị quan khách hầu giúp cho việc tiến hành xây dựng trụ sở đạt kết quả vĩ đại. Kính thưa quý vị, đây là lần đầu chúng tôi tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng, mặc dù ban tổ chức chúng tôi cố gắng hết sức, tuy nhiên trong sao tránh khỏi những thiếu sót ngoài dự muốn. Rất mong quý vị quan hệ góp ý kiến, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa thay mặt cho ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo Sam Di Đức và ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý vị quan khách đại diện cho đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các sở ban ngành tỉnh, huyện, xã và ban trị sự trung ương, ban đại diện tỉnh, ban trị sự cơ sở, ban quản tự, quý quan khách, nhà doanh nghiệp, mạnh thường quân và bà con đồng đạo đến tham dự buổi lễ khởi công hôm nay. Xin cảm ơn quý vị phóng viên báo đài, tạp chí Hương Sen nhiếp ảnh đến viết bài, ghi hình và đưa tin. Xin cảm ơn anh chị em phụ trách các tiểu ban nghi lễ, khách tiếp, trật tự tiếp tân, tiếp đãi hậu cần và đội lân đã tích cực hoàn thành nhiệm vụ được phân công, góp phần làm nên thành công buổi lễ động thổ khởi công hôm nay. Kính thưa quý vị, lễ động thổ khởi công xây dựng trụ sở ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo Sam Di Đức đến đây đã
xin trân trọng kính chào Nam Mô A Di Đà. Chúng tôi dù phải phải động mà các vị đồng muốn lên không về tới đây thì chúng ta lên lấy cái nước này. Kính mời quý vị nghiêm, mời quý vị dành một phút trang nghiêm kính lễ Phật kính. Dạ thôi, mời quý vị kính lễ quý giáo chủ kính. Dạ thưa sư, vậy chúng tôi trân trọng kính mời các vị quan khách. Chúng tôi đã xứng danh cũng như ban trị sự trung ương ban đại diện Phật giáo Hòa Thượng Trần Thanh Quân tiến ra phía trước dẫn lãnh đạo chúng ta tiến theo sau để ủng hộ công buổi lễ khởi công xây dựng. Đại diện cho ban sự cơ sở chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Quang Nghiệp. Ông Nguyễn Quang Nghiệp. Đại diện cho Mạnh Thường Quân chúng tôi trân trọng kính mời ông Tân Thành Ngọc, bà Nguyễn Thị Giàng, ông Nguyễn Văn Bán và bà Nguyễn Thị Động. Trân trọng kính mời các vị tiến vô vị trí để chuẩn bị làm tàu khởi công xây dựng trụ sở làm việc của ban sự giáo hội Phật giáo Hòa Thượng. Được chưa? Chúng tôi trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Đậm, ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Đậm vào vị trí để chuẩn bị động thổ khởi công. Chúng tôi trân trọng kính mời các vị để chuẩn bị. Chúng tôi trân trọng kính mời các vị chuẩn bị, chúng tôi đếm từ 1 đến 3 là chúng ta sẽ động thổ khởi công. 1, 2, 3. Lăng này bộ một ngủ cái gì à? Thank you.